Xin chào mọi người đến với video tiếp theo của kênh Kiếm Tiền. Và trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một sàn giao dịch tiền điện tử và nó sẽ cho các bạn khai thác được cái đồng Satoshi BTC các bạn nhé. Đây, hiện tại thì số dư của mình đang có là 12.000 Satoshi nha. Và cái Satoshi này các bạn có thể là quy đổi được qua cái thằng BTC nhé. Nhưng mà hiện tại thì các bạn chưa đủ min tối thiểu của nó quy đổi nha. Đây, các bạn sẽ đi vào quy đổi này thì nó sẽ hiện được cho các bạn là min gửi tối thiểu, min quy đổi tối thiểu từ Satoshi sang BTC là phải 100.000 nhé. Các bạn đăng ký xong thì nó đã tặng cho các bạn là 12.000 Satoshi, rồi thì các bạn còn thiếu là 88.000 Satoshi thôi là các bạn có thể là quy đổi được qua cái thằng BTC rồi các bạn rút nhé. Ok. Và sau khi các bạn giới thiệu được là 50 bạn đăng ký qua đường link của các bạn họ KYC thành công thì các bạn sẽ nhận thêm là 1.000 Satoshi nhé. Đối với phần thưởng này thì cũng khá là khó để kiếm các bạn nhé. Hoàn thành nhiệm vụ thì các bạn sẽ được thưởng Bitcoin này. Ok, thì sau khi các bạn KYC xong thì nó sẽ tặng thêm cho các bạn là 10.000 Satoshi các bạn nhé. Và các bạn nạp tiền vào trong tài khoản thì các bạn tiếp tục nhận thêm là 5.000 Satoshi các bạn nhé. Ok, đây thì mình sẽ đi vào Claim Bonus nhé. Như vậy thì các bạn lại tiếp tục nhận thêm là 500 Satoshi. Hiểu rồi, hoặc là xem nhiệm vụ nhé. Ok, phần thưởng này. Rồi cái phần tiếp theo của mình là mình sẽ đi vào ở đây thì nó sẽ hiện cho mình là 24 giờ nó tiếp tục thưởng cho mình là 500 Satoshi cho đến là 1.000 Satoshi các bạn nhé. Ok, mình thử đi vào tiếp theo xem nó hiện như nào nhé. Rồi tiếp tục khai thác Satoshi trong khi giao dịch, số dư sát của bạn sẽ tự động tăng trong thời gian đăng nhập. Ok, tiếp theo này. Rồi khi đạt 100k Satoshi, bạn có thể là quy đổi phần thưởng của bạn vào tài khoản để bán để lấy USDT ra ví bên ngoài. Ok, tiếp theo này. Rồi thì bây giờ nó sẽ hiện cho mình là bắt đầu KYC nhá. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn KYC nha. Bắt đầu nhiệm vụ này. Ok, tiếp tục xác minh này. Rồi các bạn có thể là đọc qua như là thông tin cơ bản của nó nhé. Rồi vui lòng cung cấp thông tin chính xác để hoàn thành xác minh tài khoản. 2 chấm vui lòng cung cấp thông tin đúng với giấy tờ tùy thân định danh để hoàn thành xác minh tài khoản. 2 giấy tờ và ảnh. Ok, đã biết này. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ chọn cho mình là quốc gia nhé. Quốc gia của các bạn nha. Ok, họ này và tên nhé. Các bạn chỉ cần là nhập cho mình là họ với tên thôi nha. Rồi như hiện tại thì mình đã demo sẵn cho các bạn nhé. Họ, tên và ngày sinh của các bạn này. Giấy tờ tùy thân này, nó hiện là giấy tờ định danh nhé. Các bạn có thể là lựa chọn cho mình là căn cước công dân, bằng lái xe và hộ chiếu nhé. Mình sẽ chọn căn cước công dân này, sau đó là số căn cước công dân nhé. Các bạn điền của các bạn vào nhé. Và điền xong thì các bạn sẽ đi vào bước tiếp theo nhé. Rồi thì tiếp theo nó lại hiện tiếp cho các bạn là vui lòng cung cấp giấy tờ định danh chân thật và còn hiệu lực nhé. Ok, đã biết này. Cho phép này. Rồi thì ở cái phần này nó sẽ hiện cho các bạn là sử dụng mặt trước của giấy tờ tùy thân của các bạn nhé. Các bạn tự chụp cho mình nha. Sau khi các bạn đã đưa căn cước của các bạn khớp ở trong ô vuông của nó rồi thì nó tự động sẽ chụp cho các bạn. Và các bạn chụp xong các bạn tiếp tục kích vào tiếp tục nhé. Tiếp đến là căn cước mặt sau nhé. Các bạn cũng làm tương tự như mặt trước nha. Rồi tiếp tục nữa này. Rồi tiếp đến cái phần là chụp khuôn mặt của các bạn thì các bạn tự chụp khuôn mặt của các bạn nhé, làm theo hướng dẫn nhé.
Rồi thì sau khi các bạn đã chuẩn khuôn mặt xong thì nó sẽ hiện cho các bạn là xác minh đang chờ xử lý nhé. Các bạn sẽ đợi trong vòng là 72 giờ sau nha. Quá trình xác minh tài khoản thường sẽ mất là 72 giờ tùy thuộc vào số lượng đăng ký các bạn nhé. Ok, như vậy là các bạn đã KYC thành công nha. À, các bạn đã làm các bước KYC thành công, các bạn chỉ cần là chờ đợi nó thôi. Rồi, tiếp tục hiểu rồi. Ok, thì sau khi các bạn được duyệt KYC thì nó sẽ thưởng thêm cho các bạn là 10.000 Satoshi các bạn nhé. 10.000 Satoshi thì các bạn sẽ có thêm là 22.000 Satoshi nha, sau khi các bạn đăng ký xong nhé. Ok chưa ạ? Còn đối với nạp tiền vào tài khoản thì hiện tại mình cũng không khuyên các bạn nạp nhé. Các bạn cứ đợi vài hôm xem có nhiều người nạp thì các bạn có thể là nạp vào thử. Còn hiện tại thì nó mới, các bạn khoan hãy nạp tiền vội nha. Ok, đường link các bạn đi chia sẻ này. Đây nhá. URL của riêng bạn này. Các bạn có thể là sao chép ở đây nhá. Hoặc là các bạn sẽ đi vào phần trang chủ của sàn nhá. Các bạn sẽ đi vào cho mình là mục trang chủ này. Thì ở đây các bạn sẽ có là tiền hoa hồng giới thiệu này. Ok chưa? Ở đây nó sẽ có cho các bạn là mã giới thiệu nhá. Các bạn có thể là sao chép đường dẫn hoặc là sao chép nguyên mã giới thiệu nha. Các bạn sẽ nhận thêm là 10% tỷ lệ hoa hồng giao dịch tiền mặt nhá. Nhưng mà cái này thì cấp dưới của các bạn gửi tiền vào giao dịch thì các bạn mới nhận được thôi. Còn các bạn đi chia sẻ thì các bạn sẽ không nhận được tốc độ khai thác nhá. Ok chưa? Rồi thì hiện tại các bạn có thể là mua bán trực tiếp nhá. Đây, mua bán trực tiếp từ cái đồng tiền này sang cái đồng tiền khác nhé. Ví dụ như là mua BTC này. À, hiện tại thì nó chưa duyệt KYC cho mình thì mình sẽ chưa mua bán được ở trên sàn này nhé. Ok, còn phần thưởng BTC hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng này. Cái sàn này thì nó cho các bạn khai thác cái đồng Satoshi để các bạn quy đổi sang cái Bitcoin để các bạn rút nhé. Ok chưa ạ? Cái này là hoàn toàn là miễn phí các bạn nhé. Ok, thì sau khi các bạn đã có được Satoshi hoặc là BTC các bạn muốn rút thì ở cái phần trang đầu này thì nó sẽ có cho các bạn là quy đổi này, nạp tiền và rút này. Nếu các bạn mà có BTC các bạn muốn rút thì có thể đi vào rút tiền nhé. Ok, thì tiếp theo nó sẽ hiện tiếp cho các bạn là xác minh bảo mật nhé. Xác minh số điện thoại và 2SA các bạn nhé. Cái này thì cũng khá là đơn giản thôi. Nhưng mà hiện tại thì cũng khá là khó để kiếm được Satoshi nhé. Phải tối thiểu có là 100.000 Satoshi các bạn mới quy đổi được sang BTC các bạn rút về ví nha. Ok chưa ạ? Các bạn cứ khai thác thử, đăng ký và KYC rồi các bạn khai thác thử. Và sau khi mà đủ mình rút thì mình sẽ hướng dẫn các bạn rút sau nhé. Ok. Còn bây giờ thì mình sẽ đi vào cái mục đầu tiên là hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản nhé. Và sau khi các bạn kích vào cái link trong phần mô tả video thì nó sẽ hiện cho các bạn một phần đăng ký tài khoản như này nhé. Đây, thì nếu bạn nào mà nhấn vào đường link của mình thì mã giới thiệu nó tự động hiện nhé. Còn ở đây các bạn chỉ cần là điền cho mình là địa chỉ email của bạn này, sau đó là mật khẩu nhé. Ok, thì mình sẽ điền cái demo mật khẩu cho các bạn xem nha. Rồi, thì cái mật khẩu là các bạn phải điền như này nhé. Ok chưa ạ? Đây chính là demo cho các bạn xem nhé. Địa chỉ email này, mật khẩu này, sau đó là ID giới thiệu của các bạn nhé. Tùy chọn nha. Và nếu như các bạn mà không điền ID giới thiệu thì có thể các bạn sẽ không nhận được 10.000 cái đồng Satoshi nhé. Cho nên các bạn cứ điền cho mình nhé. Mã giới thiệu thì các bạn kích vào nó tự động hiện. Còn nếu như mà bạn nào mà lỡ xóa đi ấy, thì các bạn có thể là copy lại nhé. Mã giới thiệu thì mình sẽ ghi sẵn ở phần mô tả video nha. Rồi tiếp theo đó thì các bạn sẽ kích cho mình tôi đã đọc và đồng ý điều khoản dịch vụ nhé. Tiếp theo này. Rồi tiếp tục các bạn sẽ xác minh mã captcha cho mình nhé. Ok, thì sau đó các bạn sẽ quay trở lại hộp thư email của các bạn để các bạn lấy số dán vào cho mình nhé.
các bạn sẽ kích vào này. Các bạn sẽ sao chép số chữ số này. Rồi tiếp tục quay trở lại cho mình nhé. Các bạn đăng ký ở trên trang web hoặc là tải ứng dụng về trước nhé. Ok, thì hiện tại thì mình sẽ đăng nhập ở trên ứng dụng nhé. Rồi bây giờ các bạn dán vào. Sau đó là các bạn xác minh ngay nhé. Ok, thì còn về số điện thoại thì các bạn có thể là để sau cho mình nhé. Chưa thêm vội nha. Và như vậy là các bạn đã đăng ký tài khoản thành công nhé. Đây, các bạn sẽ đi vào mục hộp quà này. Ok chưa? Các bạn đã đăng nhập thành công và các bạn sẽ nhận được là 2.000 Satoshi các bạn nhé. Ok, hiểu rồi này. Tiếp theo này, hoặc là các bạn có thể là ít bỏ qua nhé. Sau đó các bạn có thể là KYC sau nhé. Ok, như vậy thì các bạn đã đăng ký tài khoản cái sàn Arsenic này rồi. Thì các bạn có thể là khai thác tự động nhé. Không cần phải đi vào Clam 24 giờ một lần gì đó nhé. Nó tự động khai thác cho các bạn là 2 Satoshi trên giờ nhé. Đó cũng khá là nhanh. Rồi như vậy thì mình đã hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản ở trên cái sàn Arsenic này rồi. Nếu như bạn nào mà cảm thấy ok thì có thể là thử xem nhé. Và mình cũng đã hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản và hướng dẫn các bạn khai thác cá đồng Satoshi này, hướng dẫn KYC rồi. Các bạn tự làm theo hướng dẫn nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Và nếu như bạn nào mà cảm thấy video này có giá trị cho các bạn thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều.